IGC đã chọn bộ sản phẩm trình diễn trong đêm thi tối nay với tên gọi là Vẻ đẹp thời gian, vì đá màu thiên nhiên với sắc màu lung linh rực rỡ của đá quý thiên nhiên sẽ góp phần cho các thí sinh được tỏa sáng trong cuộc thi với những cái nét đặc thù riêng của từng thí sinh, góp phần giúp thí sinh được thành công hơn.